Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Như Thanh và Thành Đô sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Hai anh em ruột ở Đắk Lắk tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí. Triển vọng từ mô hình nuôi heo đen bản địa bằng thức ăn tự nhiên có bổ sung bột chè xanh ở Thái Nguyên. Thú vị với trải nghiệm đặt lợp bắt cá đồng ở rừng U Minh Hạ. Lực lượng công an đưa ra cảnh báo về loại ma túy mới gây ảo giác mạnh được tẩm trong thuốc lá. Cẩn trọng với nạn trộm cắp tài sản ở hàng quán vào đêm khuya. Những hình ảnh này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Khám phá làng cổ Thổ Hà ở Bắc Giang, ngôi làng hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp của làng quê Bắc Bộ xưa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, các giếng sâu thì thường sẽ phát sinh khí độc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đã có những trường hợp ngạt khi mà xuống giếng sâu xảy ra, nhưng mà một số người dân chưa chú ý và không đề phòng. Như là vụ việc vừa xảy ra tại Đắk Lắk khiến hai anh em ruột bị ngạt khí tử vong dưới giếng, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn đưa thi thể các nạn nhân lên. Theo thông tin ban đầu, anh HVT, 26 tuổi, trú tại xã Đà Lây Gia, huyện Rồng Năng, xuống giếng sâu 18 mét của gia đình để tiếp tục đào giếng lấy nước. Một lúc sau, phát hiện anh T bất tỉnh, nên anh HVM, 28 tuổi, đã xuống giếng để cứu em trai. Tuy nhiên, khi vừa xuống giếng sâu, thì anh M cũng bất tỉnh. Cả hai nạn nhân sau đó đã tử vong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định dưới giếng sâu có lượng lớn khí độc, nên đã triển khai thực hiện các biện pháp an toàn. Sau đó, thi thể hai nạn nhân được đưa lên mặt đất và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí độc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân một người đàn ông rơi từ sân thượng chung cư trên địa bàn quận Gò Vấp xuống đất tử vong. Theo thông tin ban đầu, ông BVK, 45 tuổi, ngụ tại phường 14 quận Gò Vấp, đi vào tòa nhà chung cư cao 16 tầng trên đường số 57 phường 14 quận Gò Vấp, rồi đi thang bộ lên sân thượng của tòa nhà B2. Người dân phát hiện nên báo bảo vệ. Khi bảo vệ chạy lên sân thượng thì thấy ông K đứng trên ban công được vài phút thì rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về chăn nuôi. Thưa quý vị, với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên, thủ phủ của những loại chè thơm ngon, đã triển khai đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi heo lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên. Và được biết là những con heo ở đây được cho ăn loại thức ăn chế biến kết hợp với bột chè xanh từ lúc nhỏ cho đến khi xuất chuồng để tạo nên loại thịt sạch thơm ngon. Dự án được Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên nghiên cứu triển khai trên heo đen bản địa với tổng kinh phí là hơn 3,7 tỷ đồng. Với tổng 72 con heo, nhóm nghiên cứu đã triển khai xây dựng mỗi hộ 4 ô thí nghiệm. Thức ăn cho heo đều là thực phẩm tự nhiên, gồm cám gạo, cám bắp, đậu nành, vitamin tổng hợp, ủ men vi sinh kết hợp với bột chè xanh. Bột chè xanh được sản xuất từ dùng nguyên liệu hữu cơ rồi sấy khô, qua đó đảm bảo các thành phần hóa học trong lá chè không bị phân hủy. Cuối cùng, chè được nghiền nhỏ để bổ sung vào thức ăn cho heo. Chúng tôi muốn sử dụng cái bột lá chè xanh bổ sung vào trong cái khẩu phần ăn của lợn và từ đó sẽ làm giảm và hạn chế tối đa cái lượng mà kháng sinh bổ sung vào trong thức ăn. Chè xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng, tác dụng của chè xanh đối với chăn nuôi heo thịt ở các tỷ lệ khác nhau sẽ có những tác động khác nhau đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt. Đặc biệt là polyphenol trong chè xanh có thể làm giảm tổng lượng mỡ trong cơ thể vật nuôi và làm giảm độ dày trung bình của mỡ lưng. Thì ngay từ bây giờ cũng đã phải triển khai cùng phối hợp với các ngành từ Sở Khoa Công nghệ đến Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Nông nghiệp và Sở Công thương để có cái hướng để sau khi kết thúc nghiên cứu sẽ thực hiện sản xuất đại trà bằng cách là sẽ chọn những doanh nghiệp mà vừa làm kinh tế nhưng vừa làm du lịch hoặc là những doanh nghiệp mà có cái tiềm năng về chăn nuôi đấy, có kỹ thuật về chăn nuôi để triển khai rộng cái mô hình này. Việc nhân rộng kết quả của mô hình sẽ góp phần giải quyết vấn đề chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cho địa phương,
đưa vật nuôi giá trị cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương vào sản xuất. Qua đó phát huy thế mạnh của Thái Nguyên là tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước, tạo ra sản phẩm mang thương hiệu riêng của địa phương. Còn tại Đắk Lắk thì mô hình nuôi cá tầm nơi đầu nguồn là một trong những hoạt động khai thác hiệu quả nguồn nước tại địa phương, ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Tại khu vực lòng hồ thủy điện Tustra, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, trên 200 lồng cá tầm duy trì ổn định hàng chục năm nay. Những ngày nắng hạn vừa qua, cá vẫn phát triển ổn định. Tùy vào thời gian sinh trưởng của cá tầm mà người nuôi có từng loại thức ăn cũng như thời gian cho cá ăn khác nhau. Việc chăm sóc cá tầm đòi hỏi sự cẩn thận cũng như trình tự chăm sóc đúng kỹ thuật. Có nhiều giống cá tầm khác nhau đang được nuôi trên lòng hồ thủy điện Buôn Tustra. Trong đó, giá trị nhất có thể kể đến là giống cá tầm Beluga, phải đến 20 năm mới đẻ trứng, cho giá trị cao. Bình quân mỗi năm, hệ thống nuôi cá tầm trên hồ thủy điện Buôn Tustra xuất khoảng 200 tấn cá thương phẩm, doanh thu khoảng 20 tỷ đồng. Nghề nuôi cá tầm nơi đây cũng tạo được công việc ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Rừng U Minh Hạ của tỉnh Cà Mau là nơi có rất nhiều sản vật và đặc biệt là cá đồng. Và nếu đến đây mà không trải nghiệm cảm giác xuyên rừng, đặt lợp, thưởng thức cá lóc đồng nướng rơm thì thật là đáng tiếc. Từ lâu để khai thác nguồn lợi cá đồng ở U Minh Hạ, người dân nơi đây đã chế tạo ra nhiều dụng cụ để bắt cá, trong đó có lợp, dụng cụ có hình tròn với chiều dài khoảng 90cm, thanh được làm bằng tre, bao quanh bằng lưới. Để đặt lợp được nhiều cá, nhất là cá lóc đồng, người dân thường chọn những nơi có nhiều chà, ngã tư, nơi giao nhau giữa các con kênh. Khi đặt, bà con cho mồi vào trong rồi dùng cỏ đậy lên để cá không bị nhát và vô lợp được nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày, một người đặt lợp cũng có được vài ký cá đồng các loại. Và khi đến đây, sau khi trải nghiệm xuyên rừng tràm U Minh Hạ để thu hoạch cá, du khách sẽ được thưởng thức cá lóc nướng rơm, món ăn trứ danh của vùng đất này. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài truyền hình Vĩnh Long và sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Lực lượng công an đưa ra cảnh báo về loại ma túy mới gây ảo giác mạnh được tẩm trong thuốc lá. Cẩn trọng với nạn trộm cắp tài sản hàng quán vào đêm khuya. Những hình ảnh này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Khám phá làng cổ Thổ Hà ở Bắc Giang, ngôi làng hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp của làng quê Bắc Bộ xưa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Sau thời gian nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Lê Nhân Thành, 52 tuổi, của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tù chung thân về tội giết người. Và cụ thể là theo cáo trạng, Thành và chị HTC, 37 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, sống như vợ chồng và có một con chung. Vào năm 2022, do mâu thuẫn, Thành dẫn con đi ở riêng. Cũng trong thời gian này, vì ghen tuông, Thành nảy sinh ý định sát hại chị C rồi tự tử. Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2023, Thành mang theo dao đi tìm chị C. Khi đến khu vực xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, thấy chị C đang bán vé số, Thành chặn đường. Trong lúc cãi giả, Thành lấy dao đâm chị C tử vong. Sau khi gây án, Thành về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đánh tử vong chú ruột do bị rầy vì việc uống rượu, Chao Rách Tà Na, sinh năm 1993, trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, thì vào tối ngày 29 tháng 12 năm 2023, sau khi uống rượu, Na về nhà thì bị ông CN, sinh năm 1973, chú ruột của Na la rầy. Tức giận, Na đã lấy thùng nhựa đánh vào đầu của ông N, bị đánh bất tỉnh. Ông N lấy một khúc cây đánh trả. Trong lúc giằng co, Na giật lấy khúc cây đánh vào đầu làm ông N bất tỉnh. Sau đó thì Na bỏ trốn khỏi địa phương. Ông N được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Và đến ngày 30 tháng 12 năm 2023, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Na tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và cùng về tội giết người, bị cáo Trần Công Bình, sinh năm 1984, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 7 năm tù. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn khi làm thuê nên ngày 7 tháng 7 năm 2023, sau khi nhậu xong, Trần Công Bình giấu dao trong người rồi sang ghe của ông Nguyễn Văn Diễm đang neo đậu tại bến tàu khách thành phố Vĩnh Long. Và tại đây thì khi nghe ông Diễm nói cho nghỉ việc,
Đối tượng này tức giận dùng dao tấn công ông Diễm gây thương tích 5%. Với hành vi này, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Công Bình 7 năm tù về tội giết người. Thưa quý vị, không chỉ gây hại trực tiếp đến người nghiện, ma túy còn là ngọn nguồn của nhiều tệ nạn xã hội. Đáng báo động là hiện nay nhiều loại ma túy mới đã xuất hiện, được ngụy trang tinh vi. Và mới đây thì Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về loại ma túy mới gây ảo giác mạnh, khiến cho người dùng bị mất kiểm soát, có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Loại ma túy mới này thường được hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để sử dụng. Khi loại ma túy mới này đi vào cơ thể, sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ảo giác, khiến người dùng bị mất kiểm soát, có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Do đó, khuyến cáo gia đình, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể và ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt là không để loại ma túy mới này lan truyền quỷ quại giới trẻ. Chương trình sẽ tiếp tục với những hình ảnh đáng chú ý về nạn trộm cắp tài sản hàng quán vào đêm khuya qua một camera 24 giờ. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rạng sáng ngày 10 tháng 3. Theo đó, tên trộm cắt khóa cửa của hiệu thuốc tây và xông vào bên trong. Tên hề bật đèn pin, xoay hướng camera an ninh. Sau đó, vào quầy thuốc trộm tiền, lấy laptop, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc tiếp theo xảy ra ở đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, được camera an ninh ghi lại. Theo đó, vào rạng sáng ngày 3 tháng 5, một đối tượng nam chạy xe tới quán rồi thản nhiên vào trong lấy nhiều thịt và hải sản bỏ vào thùng, rồi vác ra xe tẩu thoát. Chủ quán cho biết thời điểm này ban đêm quán không có người ngủ lại trông coi. Có thể đối tượng đã thăm dò từ trước nên mới nắm được quy luật để lẻn vào. Camera an ninh một quán nước trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ghi lại rạng sáng ngày 15 tháng 4. Một đối tượng nam đã đột nhập vào bên trong quán. Tên này gom sạch máy móc đem ra ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chủ quán cho biết trước đó quán cũng bị trộm lấy điện thoại, lần này thì gom sạch máy móc thiết bị. Vụ việc cho thấy các đối tượng có thể sẽ quay trở lại trộm cắp tài sản nếu hàng quán không tăng cường các biện pháp phòng chống trộm. Kính thưa quý vị khán giả, bên cạnh những vụ trộm xảy ra khi các đối tượng đột nhập vào hàng quán thì cũng có không ít vụ việc các cửa hàng lại để hàng hóa bên ngoài, không bảo vệ kỹ càng, dẫn đến kẻ gian dễ dàng ra tay lấy trộm tài sản. Rạng sáng ngày 6 tháng 5, camera an ninh ghi lại một vụ trộm tại một cửa hàng ở tỉnh Sóc Trăng. Khi thấy trước băng đá để khá nhiều bao gạo nhưng không người trông coi, một đối tượng nam chạy xe máy tới, lập tức nhét hai bao gạo chở đi. Thế dễ dàng trộm mà không bị phát hiện, đối tượng này rủ thêm một người khác quay lại, nhưng bị người dân phát hiện nên đã nhanh chóng rời khỏi. Vụ này xảy ra tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Do hàng quá ban đêm, người dân chỉ che đậy lại, không đem về nhà. Vào đêm tối, một đối tượng đã đến tiếp cận rồi mở tấm bạt ra, trộm hàng hóa rồi tẩu thoát. Thấy một cửa hàng để vật liệu hàng hóa bên ngoài vào ban đêm, một nam thanh niên đã ra tay trộm cắp, bị camera nên ghi lại tại một cửa hàng ở Đắk Nông. Theo đó, đối tượng canh lúc người dân đi ngủ đã đi tới trước cửa hàng, trộm hai cuộn lưới rồi nhanh chóng rời đi. Kính thưa quý vị, nhiều hàng quán đóng cửa vào ban đêm nhưng không có người trông coi, không rào chắn, khóa cẩn thận, dẫn đến mất mát tài sản. Theo lời khuyên của các chuyên gia, người dân cần phải đóng cửa, sử dụng các thiết bị khóa kiên cố, chống trộm cho hàng quán của mình trước khi ra về. Tốt nhất thì nên có người ở lại để canh chừng. Và bên cạnh đó, cần phải mang hàng hóa vào trong hàng quán, kiosk, tránh để trước cửa, trước sân, dù có khóa hay là đậy kín, vì rất dễ bị các đối tượng xấu trộm cắp.
Và đến đây thời lượng dành cho Camera 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Tối qua tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội Với Bà Chúa Xứ Núi Sam 2024 và kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội Với Bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc là lễ hội truyền thống được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ người dân Châu Đốc. Lễ hội năm nay được diễn ra với nhiều hoạt động như diễu hành lân sư rồng và lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ vào ngày hôm nay, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Ghi nhận vào hôm qua, du khách đến viếng tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra thuận tiện. Đặc biệt, năm nay, tỉnh An Giang quyết định không thu phí tham quan khu du lịch quốc gia Núi Sam đối với du khách trong dịp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam từ ngày 28 tháng 5 cho đến hết ngày 3 tháng 6. Giá mua sắm tại khu vực miếu bà được niêm yết công khai. Ngoài ra, du khách đến dự lễ còn được phục vụ nước uống miễn phí từ bên ngoài và trong khuôn viên diễn ra lễ hội. Thưa quý vị, nằm bên dòng sông cầu Thơ Mộng, làng Thổ Hà, xã Dân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là một trong những ngôi làng hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp của làng quê Bắc Bộ xưa. Và chính kiến trúc và những phong tục tập quán được lưu giữ cho đến ngày nay của làng cổ này đã tạo nên sức hút đối với khách du lịch. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 50 km, làng Thổ Hà từng nổi tiếng cả nước với nghề gốm cổ truyền. Nơi đây mang vẻ đẹp của một làng cổ với phong cảnh hữu tình. Một bên là dòng sông Thơ Mộng, một bên là những cây cổ thụ sừng sững với bao nếp nhà nhuốm màu thời gian. Cổng làng Thổ Hà là một trong những cổng làng đẹp nhất ở vùng hạ và trung lưu sông cầu với kiến trúc cổ kính. Bên trái cổng làng có hồ nước rộng, bên phải có cây đa hàng trăm năm tuổi. Trong làng là các công trình với lối kiến trúc riêng biệt hiếm có, hấp dẫn nhiều du khách. Đa số người dân có nghề làm bánh đa, bánh đa nem. Và trên các ngõ vào trong làng là những phên tre dài phơi bánh, chứa đựng nét đẹp tượng trưng cho các làng quê Bắc Bộ xưa. Là một trong những tỉnh thành phát triển về du lịch, Bắc Giang không chỉ có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, mà còn được biết đến với những mùa giải chính đỏ rực cả một khung trời, hay là những danh lam thắng cảnh đẹp mắt ở đây. Dần dần nơi đây càng đẹp mắt hơn khi có sự góp mặt của rừng nguyên sinh Khe Rỗ. Khu rừng này nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, còn hệ động thực vật thì rất là phong phú, tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng vùng Đông Bắc. Rừng nguyên sinh Khe Rỗ có tổng diện tích tự nhiên hơn 7.000 hecta, nằm trong ba lưu vực là Khe Rỗ, Khe Đinh và Khe Nước Vàng. Do địa hình núi cao nên khu vực này có khí hậu trong lành mát mẻ. Khu rừng nguyên sinh này sở hữu rất đa dạng về các loài động thực vật, đặc biệt là các loài thực vật quý hiếm như đinh, liêm, sến, táo, bách diệp, bơ mu. Khi đến khám phá trải nghiệm hệ sinh thái rừng nguyên sinh Khe Rỗ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau. Trong khe núi có nhiều mạch nước ngầm tuôn chảy tạo ra những dòng suối. Không có nhiều sự tác động nên đến nay khu rừng này vẫn giữ được nguyên nét đẹp quan sơ. Khe Rỗ cũng là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc. Mỗi dân tộc có những phong tục tập quán độc đáo khác nhau. Du khách đến đây ngoài khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc thì còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản như là cá trôi mắt đỏ, cá bóng suối, trứng kiến rừng, xôi trứng kiến, rau và măng rừng. Được mệnh danh là Dương quốc hang động, Quảng Bình với hệ thống hang động kỳ dĩ luôn ẩn chứa vô vàn những điều thú vị hấp dẫn những ai yêu thích khám phá. Và một trong số đó là hồ nước tạm được đặt tên là Hồ Lơ Lửng. Chính cái tên cũng đã phần nào nói lên điểm đặc biệt của hồ nước có màu nước xanh ngọc bích này. Nó treo lơ lửng trong hang thung, vừa được một nhóm khảo sát phát hiện. Hồ nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng 15 mét, nên nhìn như được treo trên vách hang. Những khối thạch nhũ nặng hàng tấn như đang nổi trên mặt hồ. Dù chưa tìm ra lối nước vào của hồ, nhưng qua khảo sát ban đầu, đội thám hiểm cho biết là độ sâu của hồ nước có thể lên đến hơn 10 mét. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ khảo sát các chỉ số kỹ thuật của hồ nước, nếu đảm bảo an toàn thì mới cho khai thác. Hệ thống hang Hung Thòn, hay còn gọi là thung lũng Thòn, rất độc đáo và đặc sắc, với nhiều hang động nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bao quanh bởi hệ thống núi đá dôi hàng triệu năm tuổi và rừng nguyên sinh. Tỉnh Quảng Bình đã cho phép khai thác thử nghiệm tour khám phá Hung Thòn từ đầu năm 2023.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này thì quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt và hẹn gặp lại.